Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 42, máy tính cầm tay, vở bài tập môn toán lớp 5, tập 2, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 21 nào. Ta sẽ đến cái bài số 1 này. Nối cách bấm máy tính cầm tay phù hợp với mỗi đề của phép toán. Ok. Ở đây ta có này, 6% của 50. Đấy, như vậy này, 6% của 50 tìm gì? Tỷ số phần trăm của một số thì chúng ta có hai cách để mình làm. Đúng không? Thì mình có thể lấy là gì? 50 chia cho 6 nhân cho 1, 100. Hoặc là cách thứ hai. Đấy, cách thứ hai là chúng ta có thể làm là gì? 50 chia cho 100 rồi các em nhân cho 6 cũng được. Như vậy ở đây mình sẽ thấy này. 50 nhân 6 phần trăm. Đây. Chính là gì? Cách bấm này nhá. Tỷ số phần trăm của 5 và 8 thì các em bấm 5 chia 8, sau đó ấn nút phần trăm. Chính xác không? Ok. Rồi 17% của 9 thì chúng ta sẽ lấy là gì? 17 nhân cho xin lỗi, 9 nhân cho 17 phần trăm. Đây. Rồi, và tỷ số phần trăm của 14 và 35 thì các em sẽ lấy 14 chia cho 35, sau đó chúng ta bấm nút phần trăm. Đúng không nào? Ok chưa? Đấy. Như vậy mình đã hoàn thành bài số 1. Sang bài 2. Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm. Đấy, các em mở máy tính lên. Ta có này, 30% của 80. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy là gì? 80 này, các em nhân này, cho 30 này. Đó, sau đó chúng ta bấm nút phần trăm. Như vậy, như máy này, thì cái nút phần trăm đâu? Máy này thì nút phần trăm. Nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Đây phải không? Không phải nhá. Đấy, lúc này không phải đâu nha Cam. Cam lưu ý đối với cái dòng máy này này thì nó sẽ không có cái dấu phần trăm hiện sẵn, nên là để bấm được cái phần trăm đây này, ngay chỗ này này Cam. Đó, thì Cam phải bấm cái phím Shift này, Shift, sau đó chúng ta mới bấm cái dấu phần trăm thì nó mới được. Đó, và chúng ta sẽ bấm dấu bằng. Ok chưa? Đấy, như vậy thì 30% của 80 sẽ là số 24. Các em sẽ điền đây là gì? 24 nhé. Rồi tương tự này, 7% của 52. Đấy, thì mình chỉ việc thay đây thôi. Đúng không? 7% của 52 thì các em sẽ lấy gì? 52 nhân cho 7. Bấm Shift này, dấu phần trăm này, dấu bằng này. Đó, vậy thì đây sẽ là một số thập phân. Thì các em lại phải bấm cái dấu chuyển đổi này. Được chưa? Nó sẽ là 3,64. Ok nhé. 3,64. Rồi, 19% của 557. Đó, thì các em lại bấm máy là gì? 557 kem nhân cho 19. Bấm phím Shift, dấu phần trăm, bấm dấu bằng. Rồi nó ra thế này thì mình lại phải bấm cái dấu chuyển đổi nhá. S và D đây này sẽ ra là 105,83. Đó. 105,83. Được chưa? Tương tự nào, 95% của 120.
Đấy, 95% của 120. Thì các em lại lấy 1, 2, 0 nhân cho 95, ship dấu phần trăm, dấu bằng. Như vậy ta sẽ được 110. Mười mấy? 14 nhé. 114. Xong. Sang bài 3. Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm. Ok, tiếp tục mình lại dùng máy. Người ta yêu cầu mình tính cái gì? Tỷ số phần trăm của 3 và 12 là. Đấy, vậy thì các em phải tính là sao? 3 và 12 tức là gì? 3 phần 12, 3 chia cho 12. Được chưa? Được chưa ấy nhỉ? Đấy, như vậy ở đây có hai cách này. Được bao nhiêu chúng mình nhân với 100. Đấy, cũng được nhé. Đây là một cách này các em. Thì mình sẽ được kết quả là bao nhiêu? 25. Các em lấy này, 3 chia 12 nhân 100 thì nó sẽ bằng 25. Hoặc là cách thứ hai này, các em bấm này, 3 chia cho 12, được chưa? Bằng 1/4. Vậy thì cái 1/4 này, các em bấm ship này, phần trăm này, đấy, dấu bằng này, được chưa? Wow, cái gì đây? Không được, không được, không được. Thôi chúng ta làm cách đơn giản đi, đúng không? 3 chia 12 nhân cho 100 nhé. 3 này các em chia cho 12 đi, sau đó mình nhân cho 100. Đấy, thì nó sẽ ra tỷ số phần trăm. Được chưa? Như vậy đây sẽ là 25%. Đúng không? Thực chất thì nó chính là gì? 3 chia cho 12 nè. Thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 0,25. 0,25. Kem nhân cho 100. Đấy. Được không? Đây đang là gì? Số thập phân. Đấy thì giờ chúng ta đổi nó thành là gì? Tỷ số phần trăm thì các em lấy cái này chúng ta nhân cho gì? 100. Được chưa? Thì nó sẽ là 25%. Đấy, cái công thức chúng ta biết rồi. Rồi, tỷ số phần trăm của 81 và 150. Đấy, tức là gì? Mình sẽ lấy 81 các em chia cho 150, đúng không? Rồi, được bao nhiêu chúng mình nhân nó cho 100, thế thôi. Như vậy sẽ bằng 54%. Ok. Rồi, tỷ số phần trăm của 5 và 200. Đấy, tức là gì? 5 chia cho 200. Sau đó chúng ta nhân cho bao nhiêu? 100. Ok, bằng 5/2 hay là gì? 2,5%. Hãy nhớ thêm cái dấu phần trăm vào nhé. Rồi, tỷ số phần trăm của 56 và 140. Đấy, thì chúng mình sẽ có này, 56 này chia cho 140. Sau đó chúng ta nhân nó cho 100. Ok, như vậy sẽ là bao nhiêu? 40%. Được chưa? Rồi, mình sẽ cùng đến bài 4 nào. Nhằm tri ân khách hàng thì cái cửa hàng đã điều chỉnh giảm giá tất cả các mặt hàng. Giá mới thì bằng 75% của giá cũ. Sử dụng máy tính cầm tay, hãy hoàn thành cái bảng sau. Như vậy giá cũ này, mặt hàng áo len 450.000 đồng. Vậy thì cái giá mới này 75, tức là chúng mình sẽ tìm tỷ số phần trăm của gì?
75% của 450, đúng không? Thì mình sẽ bằng hai cách, 450 các em chia cho 100 nhân với 75, hoặc 450 nghìn thế này chia cho 75 nhân với 100, cách nào cũng được nhá. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tính cái giá mới cho anh này đi. 450.000 nè. Được chưa? 450.000. Các em chia cho 100. Đấy, làm cách mới đi cho nó là lạ đúng không? Rồi được bao nhiêu mình nhân với 70, 75. Ok không? Rồi, như vậy mình sẽ có giá mới là 337.500 đồng. 337.500. Rồi vậy thì đây là cái cách một chúng mình có thể thực hiện này. Hoặc là cái cách thứ hai các em cũng có thể làm. Các em sẽ lấy cái gì đây? 450.000 à. Đấy, các em nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 75. Được chưa? Rồi được bao nhiêu á, mình chia nó cho 100. Đấy, thì nó cũng sẽ ra cái số này 337.500. Tức là hai cách để mình tính nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mặt hàng thứ hai, đó là cái mũ. Giá cũ là 100.000 đồng, bây giờ giảm đi thì cái giá mới nó bằng 75% của cái này. Đấy, thì các em cũng làm bình thường giống như vừa nãy thôi. Mình sẽ lấy 100.000 nào. Được chưa? Chúng ta nhân cho 75. Sau đó mình chia cho 100. Đúng không? Cách nào cũng được. Các em thích thuận tiện cách nào thì chúng ta bấm máy cách đó. Rồi, như vậy mình sẽ được là 75.000. Ok chưa? 75.000 đồng nhá. Rồi, giá của cái khăn này. Tiếp tục là giá của cái khăn. Cái khăn của chúng ta giá cũ là 250.000. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ lấy 250 nhân cho 75 chia cho 100. Được chưa nào? Ok. Như vậy giá mới sẽ là 187.500 đồng. Được chưa? Rồi, tiếp tục nào. Nước hoa 799.000. Được chưa? Wow, 799.000. Rồi, chúng ta nhân nó cho 75 chia cho 100. Thế thôi. Như vậy giá mới sẽ là 599.250. Ok. 599.250. Xong. Rồi, sang bài 5 nhé. Cô Hiền đã gửi 580 triệu đồng vào ngân hàng, lãi suất là 9% một năm. Hãy sử dụng máy tính cầm tay để tính số tiền lãi mà cô Hiền nhận được sau một năm. Đấy, như vậy chúng ta chỉ tính tiền lãi thôi. Tức là gì? Các em sẽ tìm 9% của 580 triệu. Đúng không? Quá dễ. Như vậy thì số tiền lãi mà cái cô gì? Cô Hiền nhận được sẽ là, ok chưa? Nhận được sau một năm. Đấy, ghi cho đầy đủ. Sau một năm sẽ là,
các em sẽ tính cái gì? 9% của 580 triệu. Thì các em sẽ lấy 580 triệu này, chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 9%. Được chưa? Đấy, như vậy mình dùng máy tính để chúng ta thực hiện phép tính này. Đây. Ok chưa? 580 triệu. Rồi, chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 9%. Vậy thì mình sẽ lấy cái gì? 580 nhân cho 9. Sau đó chúng ta chia cho 100. Được không? Quá được, đúng không? Đấy, chia nó cho 100. Như vậy mình sẽ nhận được đó là gì? 5 triệu. À đâu? 52 triệu à? Cái gì đây nhỉ? 52 triệu hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52 triệu 200 nghìn hả? Ở đâu ra mà lãi nhiều thế? Nhỉ? 580 triệu. Thì trong một năm lãi suất 9%, 52 triệu 200 nghìn. Ok. Được cái nhỉ? 52 triệu 200 nghìn. Đấy, như vậy đây là số tiền lãi khi gửi 580 triệu, lãi suất là 9% nha các em. Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có là 52 triệu 200 nghìn đồng. Kiểm tra lại coi đúng không? Cách số 1, tức là mình tìm 9% của bao nhiêu? 58 triệu, thì giống như đây nè, các em tìm 75% của anh này, đúng không? Rồi mình thử làm cách 2 nhé. Các em sẽ lấy cái gì? 58 triệu. Được chưa? Chúng ta sao? Chia cho 100 à? Nhân với 9 à? Đúng không? Chia cho 100. Rồi, sau đó mình nhân nó cho 9. Ok. Như vậy sẽ được bao nhiêu đây? À, có 5.220.000 thôi. Trời ơi, 5.220.000. Chết luôn. À, cái kia chúng ta bấm lại xem nào. 580 triệu này. Đủ chưa? 3 3. Ok. Chúng ta nhân nó cho 9 này. Rồi mình chia nó cho 1, 100 này. Đấy, đúng rồi, có 5 triệu. Quả sau đây này ra là bao nhiêu? 52 triệu 200 nghìn hả? Sao số lớn thế nhỉ? 580, 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 0. Ok, thử lại cách này. 580, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chia cho 100, nhân nó cho 9. Ok. Như vậy đây thì có gì? À, 52 triệu 200 nghìn, đúng rồi. 52 triệu 200 nghìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, số 0. Đúng rồi, chỉ sợ thầy bấm nhầm thôi. Rồi, như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được cái bài này các em nhé. Và hẹn gặp lại các em ở trong bài số 43.